กอยู่ครับไอ้ก็จริงอยู่ครับเอาละมันถีบมันแล้วมันปุ๊บคือคุณพี่và giờ đây chương trình các bạn tìm vật lấy thành hôn chú trẻ bạn chú và cô dâu thanh xuân xin được phép bắt đầu. Chứ hôm nay là tôi đại diện cho họ nhà trai. Hôm nay là nhân ngày rằm tháng tốt, lịch tuổi hai cháu. Tôi xin đại diện nhà trai là có một ít quà để xin trước cháu về nhà bên gia đình. Hôm nay bên đàn trai tiếp nhận của bên đàn trai những cái số này. Rồi cảm ơn cho bên đàn trai. Lo cho thằng Xuân nha, lo cho vợ nha. Rồi
quy của con chúng tôi. Tôi chân thành cảm ơn quý quan khách, y bác sĩ phòng khám đa khoa quốc tế Dạch Xin cùng cô dì chú bác, anh em bạn bè đồng nghiệp và các cháu không ngại đường xá xa xôi đến chung vui cùng gia đình.